Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An, Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phối hợp cùng tàu cá của ngư dân cứu hộ kịp thời 9 người trên tàu cá TTH-96365TS gặp nạn. Hiện sức khỏe của các ngư dân đều ổn định. Trước đó, đồn biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An nhận được tin báo tàu cá TTH-96365TS do ông Dương Đe làm chủ kiêm thuyền trưởng cùng 8 ngư dân không may gặp nạn khi đang khai thác thủy sản cách đất liền khoảng 17 hải lý và bị sóng đánh chìm. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế đã nhanh chóng điều động tàu cùng 8 cán bộ chiến sĩ tham gia cứu nạn. Đồng thời, đồn biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An quy động 2 tàu cá của ngư dân và tàu hải đội 2 tham gia cứu thành công toàn bộ ngư dân gặp nạn. Ngay sau đó, 9 ngư dân được đưa về trạm kiểm soát biên phòng Thuận An để kiểm tra sức khỏe.